Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bước cơ bản số 1, đó là bước đi bộ, hay còn gọi là bước running man trong bộ môn Subadan. Sau đây thì mình sẽ đi trước một lượt để cho các bạn chúng ta cùng theo dõi nhé. Để tập được cái bước đi bộ như các bạn vừa nhìn thấy á, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cách để các bạn tập được bước đi bộ này thật là dễ dàng và tập một cách nhanh nhất. Nhiều bạn chia sẻ là tập bước đi bộ này rất là lâu nhưng vẫn chưa tập được. Thế thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cách để các bạn tập dễ nhất và nhanh nhất. Để tập được bước này dễ nhất và nhanh nhất thì các bạn sẽ tập trước cho mình hai cái kỹ thuật, đó là kỹ thuật rung và kỹ thuật bật. Đấy. Khi mà các bạn đã nắm chắc được hai kỹ thuật, đó là kỹ thuật rung và kỹ thuật bật, thì các bạn tập bước đi bộ rất là dễ dàng. Mà không những tập bước đi bộ dễ dàng mà tập các bước tiếp theo của Subadan cũng rất là dễ dàng. Bởi vì hai kỹ thuật này có trong tất cả các bước nhảy của Subadan các bạn nhé. Sau đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn kỹ thuật bật và kỹ thuật rung. Trước tiên là kỹ thuật rung. Các bạn đứng cho mình hai chân song song. Đấy. Sau đó các bạn nâng gót lên. Các bạn nâng thật cao lên. Đấy, nâng gót cao lên như thế này. Đấy. Sau đó đấy, các bạn hạ xuống. Đấy, các bạn cứ nâng cao lên. Rồi các bạn hạ xuống. Nâng cao lên, hạ xuống. Đây là rung các bạn nhé, nâng cao lên và hạ xuống. Sau đó chúng ta làm nhanh dần, nâng thật cao lên. Trọng tâm, khi mà các bạn nâng gót lên thì trọng tâm các bạn dồn lực, các bạn dồn tất cả vào mũi chân các bạn nhé. Đấy. Thế vào gót chân thì các bạn có thể ví như là lò xo. Đấy. Chúng ta kiễng cao lên. Đấy, nâng cao lên và chúng ta hạ xuống. Lúc đầu thì chúng ta tập chậm, sau đó chúng ta sẽ tập nhanh dần. Lúc đầu thì chúng ta tập hai chân như thế này, sau đó thì chúng ta sẽ tập một chân. Đấy. Các bạn co một chân lên. Đấy, và một chân các bạn rung. Đấy, mỏi thì chúng ta lại đổi bên. Đấy. Các bạn chúng ta mới tập thì chúng ta có thể vịn vào tường hoặc là chúng ta sẽ vịn vào một chiếc ghế. Sau đây thì mình sẽ kiếm cho các bạn một chiếc ghế nhé. Đây, một chiếc ghế như thế này các bạn nhé. Thì chúng ta có thể là vịn vào chiếc ghế này để chúng ta có cái điểm tựa để chúng ta bước đầu mà chúng ta tập cho nó dễ hơn. Các bạn hai tay các bạn vịn vào ghế như thế này, hai chân đứng song song. Sau đó các bạn nâng chân mũi chân lên, nâng gót chân lên. Đấy, các bạn vịn vào ghế, các bạn nâng gót chân lên như thế này. Đầu tiên thì chúng ta chậm, sau đó chúng ta nhanh dần. Đấy, chúng ta nhanh dần. Và các bạn lưu ý là gót chân chúng ta không chạm sàn nhé. Đấy, mọi chân thì chúng ta lại đổi bên. Đó, cứ như vậy. Các bạn cứ làm như vậy. Đấy. Mình sẽ quay ngang để cho các bạn quan sát. Chúng ta vịn vào ghế như thế này. Đấy, các bạn nâng cao gót chân lên. Đấy, các bạn nâng cao gót chân. Lúc đầu thì nó rất là căng cơ bắp nhé.
Thế nhưng mà sau đó thì nó sẽ quen các bạn nhé. Đấy, buổi đầu các bạn tập thì nó rất là đau đau cơ đấy. Bởi vì là chúng ta nâng lên, nâng gót chân lên thế này thì chúng ta sẽ sử dụng là lực cổ chân và cơ bắp chân. Thế nên là cũng rất là mỏi đấy. Đấy, nhưng sau đó nó sẽ quen. Đấy, sau đó thì các bạn đổi. Đấy, chúng ta một chân. Đấy, một chân. Đấy, các bạn cứ làm như vậy. Bạn làm như vậy cho mình nhé. Đấy. Đấy, khi mà các bạn tập được cái kỹ thuật này nó chắc rồi thì các bạn có thể là bỏ ghế ra. Đấy. Bỏ ghế ra, chúng ta có thể là di chuyển. Di chuyển. Đấy, chúng ta có thể là di chuyển như này. Đấy. Không cần ghế nữa, không cần vịn vào ghế nữa. Đấy. Chúng ta có thể rung di chuyển như này. Đây là kỹ thuật rung các bạn nhé. Đấy. Chúng ta cứ làm như vậy cho nó quen, cho nó nhuần nhuyễn cái kỹ thuật rung này. Đấy. Đây là kỹ thuật rung các bạn nhé. Chúng ta chủ yếu là chúng ta dùng lực cổ chân nhé. Đấy. Đấy là kỹ thuật rung. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái kỹ thuật bật. Đấy. Kỹ thuật bật thì các bạn quan sát chân mình. Đây là kỹ thuật bật này. Các bạn co chân lên. Chúng ta co một chân lên, chân trái lên và chân phải. Chúng ta gối, chúng ta hơi trùng xuống. Đấy. Và chúng ta bật lên. Đấy, đây là bật này. Đấy. Đấy, đây là bật các bạn nhé. Đấy, đây là bật này. Khi bật là các bạn lưu ý là gối chúng ta sẽ trùng xuống và chúng ta bật lên. Đấy, chúng ta bật lên. Đây là bật này. Bây giờ chúng ta sẽ kết hợp giữa kỹ thuật rung và kỹ thuật bật nhé. Các bạn hai nhịp rung thì các bạn lại bật lên cho mình nhé. Nào, rung rung bật. Rung rung bật. Rung rung bật. Lúc đầu thì các bạn có thể là chúng ta vịn vào ghế như thế này để chúng ta làm cho nó quen đã nhé. Rung rung bật. Rung rung bật. Rung rung bật. Rung rung bật. Đấy, các bạn cứ làm như thế này. Đấy, kết hợp giữa hai kỹ thuật này. Đấy, làm nhuần nhuyễn được hai kỹ thuật này thì coi như là các bạn gần như đã tập được bước đi bộ rồi. Đấy. Gần như tập được bước đi bộ rồi đấy. Rung rung bật. Đấy. Các bạn cứ làm thế này cho mình. Khi mà nhuần nhuyễn được hai kỹ thuật này thì coi như các bạn đã tập được, gần tập được bước đi bộ rồi. Đấy. Khi tập bước đi bộ là có thể chỉ trượt ra thế này là chúng ta làm được bước đi bộ thôi. Đấy. 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 Thế thì khi mà các bạn tập tốt được kỹ thuật rung và kỹ thuật bật thì các bạn tập bước đi bộ rất là dễ dàng. Sau đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn bước đi bộ. Đấy, bây giờ thì các bạn, trước tiên các bạn xác định cái vị trí cho mình đã nhé. Đây các bạn quan sát. Mình đang đứng là ở vị trí số 1. Đấy. Trước mặt mình là vị trí số 2 và đằng sau mình là vị trí số 3 các bạn nhé. Đây, vị trí mình đang đứng là vị trí số 1 và vị trí đằng trước. Mặt là mình vị trí số 2 và đằng sau mình là vị trí số 3. Đấy. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng chân phải. Các bạn nâng chân phải lên. Bắt đầu từ chân nào thì chân đó co lên nhé. Chúng ta co chân phải lên này. Co chân phải lên cách mặt sàn khoảng 20cm các bạn nhé. Đấy. Thế và các bạn quan sát là mình đang đứng ở vị trí số 1. Thế và mũi chân mình đang hướng xuống vị trí số 2. Đấy. Đây, mũi chân mình đang hướng xuống vị trí số 2. Thế thì khi mà các bạn bật lên để chúng ta thực hiện bước đi bộ thì các bạn trùng gối xuống, trùng gối trái xuống, chúng ta sẽ bật lên này. Đấy. Thế thì các bạn nhìn quan sát mũi chân của mình lúc này đã chạm ở vị trí số 2 và mũi chân phải của mình lúc này chạm ở vị trí số 2. Và mũi chân trái của mình chạm ở vị trí số 3.
Đấy, các bạn lưu ý như vậy. Chúng ta xuất phát từ vị trí số 1 này. Đấy, các bạn co chân phải lên. Chúng ta chân trái chúng ta bật lên và chân phải chúng ta đạp xuống mặt sàn. Đấy, đạp xuống mặt sàn như vậy, như vậy, và đồng thời chân trái chúng ta trượt về vị trí số 3. Đấy. Các bạn quan sát lại nhé. Nào các bạn co chân phải lên, thực hiện chân nào thì chân đó chúng ta co lên và chân trái chúng ta bật. Các bạn vừa học kỹ thuật bật rồi. Nào bây giờ chúng ta bật này, trùng gối xuống. Nào, bật nào. Đấy. Khi các bạn bật thì nhớ là chân trái chúng ta trượt về phía sau, chúng ta phải thẳng như này. Đấy, chúng ta phải thẳng như này các bạn nhé. Thế và chân phải thì chúng ta hơi trùng một chút. Lúc này trọng tâm chúng ta hơi nghiêng về phía trước nhá, các bạn lưu ý nhá, hơi nghiêng phía trước. Nhưng mà chân trái là chúng ta phải thẳng như này. Đấy, chúng ta làm lại này. Nào, ở vị trí số 1, các bạn co chân lên. Đấy, chúng ta bật lên và chúng ta đạp chân phải xuống. Đấy. Đó, cứ như vậy. Cứ như vậy các bạn nhé. Các bạn bật lên và đạp chân phải xuống. Nào, co chân phải lên. Bật nào. Nhớ là các bạn phải bật. Bật lên thì chúng ta mới đạp được chân phải xuống. Nào, thực hiện lại các bạn này. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ đổi bên sang chân trái. Chân trái thì chúng ta cũng làm như vậy. Đấy. Khi mà thực hiện chân trái thì chúng ta co chân trái lên. Đấy. Và chúng ta cũng co chân cao hơn mặt sàn khoảng 20 cm. Đấy. Sau đó chúng ta bật, bật chân phải nhé. Chân phải chúng ta bật thì chúng ta trùng gối xuống. Đấy, chúng ta trùng gối xuống và chúng ta bật này. Đấy, khi mà bật về, khi mà bật thì chân phải chúng ta trượt về phía sau, chúng ta phải thẳng. Và chân trái thì chúng ta hơi trùng một chút. Đấy. Mình sẽ quay về phía này để các bạn nhìn rõ nhé. Đây. Chúng ta co chân trái lên. Co chân trái lên này. Chúng ta bật để trượt chân phải về phía sau. Và mũi chân trái chúng ta lúc này lại hướng về vị trí số 2. Đấy. Nào các bạn làm lại này. Các bạn bật lên này. Nhớ là trùng chân phải xuống nhé. Trùng chân phải xuống thì các bạn mới bật được. Nào, chúng ta bật này. Đấy. Bật thì cái chân phải này trượt về phía sau là chúng ta phải thẳng. Đấy. Trọng tâm sẽ hướng về phía trước. Đấy, như thế này. Đấy. Chúng ta làm lại nhé. Co chân trái lên. Chân phải bật, trượt về phía sau và đạp chân trái xuống sàn. Đấy. Bạn làm lại nhé. Nào, bật nào. Bật. Nào, làm lại nào. Bật nào. Bật. Đấy. Nào, bật nào. Đấy. Thì các bạn cứ làm hai chân, chân phải, sau đó các bạn làm chân trái. Thế thì bây giờ kết nối đổi giữa chân trái và chân phải liên hoàn thì chúng ta làm thế nào? Đấy, liên hoàn giữa hai chân, đổi giữa hai chân. Bởi vì chúng ta vừa làm chân trái rồi, vừa làm chân phải rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn này, đổi giữa hai chân nhịp nhàng nhé. Các bạn nâng chân phải lên, nâng đùi lên, co chân phải lên, chúng ta đạp xuống. Này, chúng ta đạp xuống, trùng chân trái xuống nhá. Trùng này chúng ta bật này. Đấy. Bật lên lúc này, mũi chân phải chúng ta ở vị trí số 2. Và mũi chân trái chúng ta đang ở vị trí số 3. Thì lúc này các bạn co chân trái về. Đấy, và đồng thời chân phải chúng ta phải dịch về vị trí số 1. Dịch. Đấy, về vị trí số 1 như thế này. Đấy. Đấy, sau đó thì các bạn lại đưa chân, co chân trái lên và chúng ta lại bật và chúng ta đạp xuống. Đấy. Thế lúc này thì chân phải chúng ta đang ở vị trí số 3. Thì chúng ta lại co về. Đấy. Co chân phải về và chúng ta dịch chân trái về vị trí số 1. Đấy, cứ như vậy. Các bạn lại đổi bên. Đấy. Đấy, xong lại co lên chúng ta dịch về. Đấy. Lại bật.
bật co về, chúng ta lại dịch về. Đấy. Lại bật, lại co, rút chân về và chúng ta lại dịch. Đấy. Các bạn lưu ý là chúng ta phải kết hợp cả kỹ thuật rung, cả kỹ thuật bật trong cái bước này nhé. Đây. Đây là các bạn bật này, bật lên để đạp, chân phải xuống này, bật lên này. Nhưng mà khi mà chúng ta dịch chân phải về, chúng ta cũng phải rung lên. Đấy, rất là nhẹ nhàng. Các bạn quan sát lại nhé. Này, chúng ta bật này, bật này. Sau đó chúng ta dịch chân phải về này. Đấy, rất là nhẹ nhàng. Chúng ta rung lên để kết hợp nhịp rung nhé. Kết hợp kỹ thuật rung ở đây. Nếu mà các bạn không rung, các bạn không rung lên thì nó sẽ nặng như thế này. Này, chúng ta bật lên nhé. Các bạn không rung lên thì nó sẽ nặng như thế này. Đấy, nó rất là khó. Thế nhưng mà khi mà chúng ta rung lên, chúng ta rung lên thì nó sẽ nhẹ nhá. Nó nhẹ nhàng này. Đấy nhá. Đấy, rất là nhẹ. Đấy. Các bạn lưu ý là chúng ta phải kết hợp nhịp rung. Tất cả các bước nhảy của Subadan từ cơ bản đến nâng cao là đều phải có nhịp rung các bạn nhé, rung và bật. Đấy, các bạn lưu ý một điều cho mình, từ khi bắt đầu tập bộ môn này là các bạn phải luôn lưu ý là tất cả các bước nhảy của Subadan đều có nhịp rung và nhịp bật. Chúng ta làm lại này. Nào, đạp chân phải xuống, thu chân trái về và dịch chân phải về. Đấy, tiếp tục chúng ta lại làm. Đấy. Nhớ là kết hợp mà nhịp rung ở đây các bạn nhé. Đấy, lúc đầu thì chúng ta chậm, chậm nhưng mà chậm chắc các bạn nhé. Các bạn phải nhớ là các bạn phải tập đúng kỹ thuật. Nếu mà các bạn tập sai kỹ thuật thì sau này các bạn sửa nó rất là khó. Nên là từ lúc đầu chúng ta cứ chậm thôi. Nhưng mà chậm chắc, khi mà chúng ta đã tập được là chúng ta được. Chứ không, nếu mà sai bước nhảy thì lần về sau các bạn sửa rất là khó. Bạn lưu ý như vậy. Chúng ta cứ chậm chắc. Đấy. Chúng ta cứ tập như vậy. Đấy. Đấy. Khi mà chúng ta bật là chúng ta khi mà chúng ta nhảy là chúng ta kết hợp giữa kỹ thuật rung và kỹ thuật bật. Đấy, lúc đầu thì các bạn làm chậm cho mình thế này. Thế sau đó thì các bạn sẽ nhanh dần. Đấy, lúc đầu chúng ta cứ chậm thôi. Chúng ta cứ làm chậm cho nó quen chân đã. Thế sau đó thì các bạn sẽ làm nhanh và sẽ nhanh dần. Đấy. Sau đó các bạn sẽ tập nhanh dần. Nhanh dần và đến lúc nhanh thì nó sẽ là như thế này. Đấy. Đấy. Sau đó thì các bạn sẽ kết hợp động tác tay. Chân nọ thì chúng ta tay kia. Chân nọ tay kia. Và chúng ta vung tay thật tự nhiên. Đấy. Đó, như vậy. Như vậy là các bạn sẽ tập theo cách của mình. Trước tiên là các bạn sẽ tập hai cái kỹ thuật, đó là kỹ thuật rung và kỹ thuật bật. Sau khi mà nắm chắc hai kỹ thuật rung và kỹ thuật bật thì các bạn bắt đầu tập bước đi bộ rất là dễ dàng. Thế sau khi mà tập bước đi bộ dễ dàng rồi thì chúng ta sẽ tập các bước khác của Subadan. Bước cơ bản số 2, số 3. Và khi mà các bạn đã tập tốt các bước cơ bản rồi thì chúng ta sẽ tập các bước nâng cao. Và khi mà các bạn tập tốt bước cơ bản là các bạn có thể là tập vào các bài nhạc, bài ghép nhạc đấy. Thì các bạn cứ làm theo cách của mình. Thì mình đảm bảo là các bạn, nếu bạn nào mà nhanh thì chúng ta chỉ 1 đến 2 buổi là chúng ta sẽ thực hiện bước này. Còn bạn nào chậm thì có thể là 4-5 buổi là chúng ta sẽ đi tốt cái bước này thôi nhé các bạn nhé. Bài hướng dẫn của mình xin được kết thúc tại đây. Chúc các bạn tập luyện thật tốt để có bước nhảy đẹp.
và các bạn thấy video của mình hay thì hãy chia sẻ để cho nhiều người cùng biết. Thế và các bạn cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn nhé.